Bóng đá 24 giờ New trân trọng gửi tới quý vị độc giả lịch thi đấu bóng đá hôm nay, ngày 4 tháng 10 và dạng sáng ngày 5 tháng 10 được cập nhật mới nhất. Chính xác nhất từ các giải đấu, lịch thi đấu hôm nay Champion League vòng bảng, 23 giờ 45 ngày 4 tháng 10. Bảng C Munich và Victoria Pilsen, 23 giờ 45 ngày 4 tháng 10, bảng D Marseille và Sporting, 2 giờ ngày 5 tháng 10, bảng A Ajax và Napoli. 2 giờ ngày 5 tháng 10, bảng B Club Brugge và Atletico, 2 giờ ngày 5 tháng 10, bảng BFC Porto và Leverkusen, 2 giờ ngày 5 tháng 10. Bảng C Inter Milan và Barcelona, 2 giờ ngày 5 tháng 10, bảng A Liverpool và Ranger, 2 giờ ngày 5 tháng 10, bảng DE. Frankfurt và Tottenham, lịch thi đấu hôm nay hạng nhất Anh vòng 13, 1 giờ 45 ngày 5 tháng 10, Bristol City và Coventry City. 1 giờ 45 ngày 5 tháng 10, Luton Town và Huddersfield, 1 giờ 45 ngày 5 tháng 10, Sheffield United và QPR, 1 giờ 45 ngày 5 tháng 10. Sunderland và Blackpool, 2 giờ ngày 5 tháng 10, Reading Football Club và Norwich City, 2 giờ ngày 5 tháng 10, Cardiff và Blackburn. Lịch thi đấu hôm nay AFC Cup, 22 giờ ngày 4 tháng 10, bán kết khu vực Ansef và Anrifa, lịch thi đấu hôm nay vô địch quốc gia Nam Phi vòng 9. 22 giờ ngày 4 tháng 10, Sekhukun United và Orlando Pirates, 0 giờ 30 ngày 5 tháng 10, La Mongview Golden Arrow và Cape Town City FC. 0 giờ 30 ngày 5 tháng 10, Stellenbosch FC và Maritburg United, 0 giờ 30 ngày 5 tháng 10, Supersport United và Royal AM, 0 giờ 30 ngày 5 tháng 10. TS Galaxy và Marumo Galang, lịch thi đấu Malaysia Super League vòng 10, 20 giờ ngày 4 tháng 10, KEDA và Johor Darul Ta'zim FC. Lịch thi đấu hôm nay China Super League vòng 21, 14 giờ 30 ngày 4 tháng 10, Hứa Bảy và Cangzhou Mighty Lion, 18 giờ 30 ngày 4 tháng 10. Italian Pro và Thiên Chin Jinmen Tiger, 18 h 30 ngày 4 tháng 10, Quang Châu City và Sân Trân FC, 18 h 30 ngày 4 tháng 10, Sang Hai Sân Hoa và Hứa Nán Song San Long 18:30 18 h 30 ngày 4 tháng 10, Chơ Trang Professional và Wuhan Thuri Tao, lịch thi đấu hôm nay hạng nhất Bulgari vòng 11. 20 giờ ngày 4 tháng 10, CSK 19482 và ETA, 20 giờ ngày 4 tháng 10, Ludogore Razgrad 2 và Dobrudzha Dobrik, 20 giờ ngày 4 tháng 10. Sozopol và Botep Lopdip 2, 20 giờ ngày 4 tháng 10, Stramska Slava và Minyepeknik lịch thi đấu hôm nay hạng nhất Rumani vòng 8. 21 giờ ngày 4 tháng 10, Dinamo Bucuresti và FC Uniria Slopozia, lịch thi đấu hôm nay vô địch quốc gia Brazil vòng 30, 7 giờ 30 ngày 5 tháng 10. Juventus và Corinthians, lịch thi đấu hôm nay hạng nhất Brazil vòng 33, 5 giờ ngày 5 tháng 10, Villanova và Criciúma. 5 giờ ngày 5 tháng 10 Brus và Sport Recife, 5 giờ ngày 5 tháng 10 Ciab và Sapecoen NCAF, 5 giờ ngày 5 tháng 10 Cremio và CS Alagoano. 5 giờ ngày 5 tháng 10 Operario Ferroviario và Vasco da Gama, 7 giờ 30 ngày 5 tháng 10 Notico và Tomben FC, 7 giờ 30 ngày 5 tháng 10 Novorizontino và Bahia, lịch thi đấu hôm nay vô địch quốc gia Argentina vòng 23, 0 giờ ngày 5 tháng 10, Ando CV và Baraka Central. 2 giờ 30 ngày 5 tháng 10, Godoy Cruz Antonio Tomba và San Lorenzo de Almagro, 2 giờ 30 ngày 5 tháng 10, New Old Boy và Arsenal Sarandi. 5 giờ ngày 5 tháng 10, Samiento và Tigre, 7 giờ 30 ngày 5 tháng 10, Veles Southfield và Banfield, lịch thi đấu hôm nay vô địch quốc gia Scotland vòng 7. 1 giờ 45 ngày 5 tháng 10, Ross County và Motherwell, lịch thi đấu hôm nay hạng nhất Scotland vòng 7, 1 giờ 45 ngày 5 tháng 10, Copranger và Dundee FC, 1 giờ 45 ngày 5 tháng 10, Queen Park và Greenock Morton, lịch thi đấu hôm nay hạng nhất Thụy Điển vòng 25. 0 giờ ngày 5 tháng 10, Esther Ip và Broma Poykana, lịch đấu chi tiết mời các bạn xem trong phần mô tả nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ New, đừng quên đăng ký kênh và bật chuông. Để nhận thông báo mới nhất về lịch thi đấu nhé các bạn.